Bộ Giáo dục Đào tạo mới đây đã có công văn gửi cho Sở Giáo dục Đào tạo các địa phương là Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Cao Bằng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Bắc Giang, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang về việc điều chỉnh lịch công tác đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, Bộ sẽ công bố kết quả thi từ 13 giờ ngày 16 tháng 8 thay vì 24 tháng 8 như kế hoạch trước đó. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất ngày 18 tháng 8 thay vì 26 tháng 8. Thời gian cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo là được điều chỉnh tiếp theo là vào ngày 19 tháng 8 thay vì 27 tháng 8 trước đó. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ lịch điều chỉnh để triển khai các khâu tiếp theo của kỳ thi, trong đó lưu ý chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công bố kết quả đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 từ 13 giờ ngày 16 tháng 8.